Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui được gặp lại anh em. Đầu xuân năm mới thì tôi cũng mong muốn là sẽ có thể là chơi một cái lab nào đấy mà đem lại cái may mắn cho chủ kênh, người đang chơi, cho các anh em thưởng thức và những người xem, đấy chính là anh em. Đấy, anh em xem anh em sẽ thấy cái sự may mắn. Chính vì thế nên tôi sẽ chọn cái bộ đỏ. Đấy, hy vọng là sẽ đem lại may mắn cho người xem cũng như là người chơi nha anh em nhá. Rồi. Đầu game thì cũng đã cố tình pick những con đỏ sớm để nếu mà được thì chúng ta chuyển thôi. Ok. Nhưng mà đồ thì nó lại hơi ra linh tinh anh em ạ. Đấy, đồ thì nó lại hơi ra linh tinh. Tôi đang hơi lo lắng về cái khởi đầu game này một chút. Khởi đầu game thì nó lại cho đồ lại hơi không đúng như ý tôi lắm. Đầu game nếu mà để mà perfect nhất chơi đỏ ấy, thì chúng ta sẽ có 3 Hunter kết hợp với cả hai đỏ đầu game. Sau đó thì chúng ta có thể phát triển từ cái bộ 6 Hunter, sau đó chuyển dần sang 6 đỏ. Đó. Nó dễ dàng nếu chơi nhất có thể thì nó sẽ là xây dựng kiểu như vậy. Nhưng mà cái con game này thì chúng ta xem nào. Những cái món đồ còn lại chúng ta vẫn có thể lấy đồ đánh tay. Vẫn có thể lấy đồ đánh tay là mà chúng ta rèn lại. Nhưng mà cứ từ từ đã anh em. Bình tĩnh. Bây giờ con co của tôi nó đang là con sứ Woodman. Đấy, mà con sứ Woodman thì nó đang có cái đồ cho con này dùng. Đấy, có một cái tinh thể mana này để tung trưởng sớm và một cái giảm cái sát thương cái kháng kháng phép của đối thủ. Rất là ok. Rồi. Cũng mạnh đấy. Kết hợp đỏ với cả Warrior con này khá là trâu. À được rồi, từ từ nhá. Thế là đây là chúng ta sẽ có 4 đỏ này. 4 đỏ kẹp với cả súng. Ok luôn. Rồi. Cái cung tạm thời cho con súng này cầm. Thực ra chơi đỏ là cũng có nhiều cái kiểu đỏ ấy anh em. Đấy, nhưng mà đỏ này là nếu mà đỏ mà theo cái con đường mà chơi phát triển từ cung ấy là chúng ta lại chuyển sang cái đồ đánh tay. Đấy, chúng ta lấy cái đồ bắn trưởng này thì tí nữa nếu mà ra già này hay là ra Thunder Split thì chúng ta sẽ đánh 6 đỏ bắn trưởng, 6 đỏ kết hợp với cả 3 mét. Với cả kẹp thêm một con 5 đô đánh ở level 10. Cái bộ đấy chỉ cần đánh ở level 9 là mạnh rồi, nhưng mà nếu mà lên level 10 thì kẹp thêm con gì đấy kiểu dạng Dash Split chẳng hạn thì có thêm Warlock. Đấy cũng hay. Hoặc là có con nếu mà trong đội hình có con gì nhỉ? Có con ở trận này không có, nhưng mà nếu mà có ấy, thì nó sẽ là con Light Split. Rất là mạnh. Light Split ấy, kết hợp với 6 đỏ ấy, rất là mạnh, kết hợp với 3 mét nữa. Mà trận này không có. Nếu mà trận này mà đánh theo kiểu đánh tay ấy, thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là đỏ kẹp lùn. Đỏ kẹp lùn kẹp với cả Lancer chẳng hạn là như thế. Trận này nói chung là có cả mèo nữa thì cũng có thể chơi được kiểu đấy. Từ từ đã. Gót đỏ thì còn có cái bộ đỏ còn có cái bộ gót đỏ. Cũng là những cái bộ dùng được là bắn trưởng. Đấy, ở trong cái trận đấu này thì chơi gót đỏ thì cũng được. Random phát đây. Ui dồi ôi. Được, cái món này là hơi bị hay đấy nhá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi, khỏe rồi, khỏe rồi, khỏe rồi. Cái bùa này nó cực kỳ kinh khủng luôn đấy. Nếu mà anh em không biết thì cái món bùa này nó không chỉ là chống cái bọn trộm chó đâu anh em ạ. Đây là một cái món đồ duy nhất ở trong con game này là giải được hiệu ứng khống chế đầu game. Vào phát giải luôn. Đấy. Giải hiệu ứng khống chế, hiệu ứng xấu đầu game. Còn những cái món đồ khác ấy thì nó không giải được cái hiệu ứng xấu ở ngay thời điểm đầu game bắt đầu đâu. Thế là đây là cái món đồ mà ngon nhất, rẻ nhất, ngon nhất, đáng lấy nhất
ở cái giai đoạn đầu. Mà lúc nào mà có là phải lấy. Lúc nào có phải lấy luôn. Chỉ có đến late game khi mà anh em bị hack ấy, anh em mới cảm nhận được cái sự mất dạy của những cái món đồ mà vào phát mà coi như là bị dính khống chế luôn. Đấy, thế nên là có cái món đấy là tự tin hẳn, không bao giờ sợ luôn. Những cái kiểu như là bị trói này hay là bị hack ấy, là những cái thứ mà rất là khó chịu giai đoạn late game. Và những cái thứ đấy nhá, cái bị trói thì cái dây chuyền của con giải được, cái bị trói BKB giải được đấy, nhưng mà cái bị cái hack ấy, đấy, cái hack thì BKB thì chịu chết, hay là giải hiệu ứng. Giải hiệu ứng thì lại bị như này, là nếu mà trong quá trình vào trong game ấy bị cái gậy hack hack ấy thì nó giải được, nhưng mà nếu mà bị hack đầu game bởi Saman ấy thì lại không giải được. Nó là như thế cơ. Cái áo tím ấy. Đấy. Ngày trước còn có một cái dây chuyền là cái dây chuyền xanh nữa. Cái dây chuyền xanh nó cũng là một cái món mà cũng giải được khá khá nhiều hiệu ứng. Mỗi tội là Doom không giải được thôi. Doom bây giờ chỉ có một món duy nhất giải được. Doom thì chỉ có cái áo giáp xanh blue là giải được thôi. Nhưng mà cái áo giáp xanh blue nó lại có một cái như này. Nó vẫn không giải được Doom nếu mà có một cái hiệu ứng nó đè lên. Có một cái hiệu ứng trước cái hiệu ứng Doom ấy, mà là cái hiệu ứng nó gọi là focus đơn mục tiêu, nó đè lên thì là cũng không giải được anh em nhá. Ở trong cái con game này nó lại còn có một cái là cái hiệu ứng nó gọi là đơn mục tiêu, hiệu ứng xấu đơn mục tiêu và đa mục tiêu nữa cơ. Đấy, nó cũng khá là phức tạp đấy. Anh em nào chơi Dota anh em sẽ hiểu được những cái hiệu ứng nào là đơn mục tiêu, hiệu ứng xấu nào là đa mục tiêu. Tức là có những cái hiệu ứng ví dụ như là cái swap của con ảo ảnh ấy nhá, thì nó gọi là tính là đơn mục tiêu. Đấy, nó focus đơn mục tiêu và anh em sẽ bị swap, kèm theo đấy là stun. Đó. Và chỉ được một con thôi. Thì cái hiệu ứng đấy, cái giáp blue nó sẽ giải được bởi cái stun. Đó. Nhưng mà nó chỉ giải được một lần duy nhất. Chính vì thế nếu mà anh em bị swap nhá, xong anh em bị doom ấy thì chắc chắn chết. Chắc chắn là sẽ bị doom nếu mà vừa bị swap vừa bị doom. Vào đúng cái một con mục tiêu đấy. Thì cái giáp tím của nó thì cao cấp hơn. Ôi từ từ nhá. Ở đây có Siren này. Siren thế thì khả năng là chúng ta sẽ chơi là phát triển từ Hunter. Nhưng mà bây giờ tôi lại có con gấu nhá. Trận này có khi chơi lùn. Nó phụ thuộc vào cái round 15 ấy anh em ạ. Round 15 là có đồ xanh. Round 15 mà đồ xanh ngon nghẻ là chúng ta có thể là chúng ta chơi lùn được nếu mà có lùn. Bây giờ lùn là có thể lấy được ở round 15 rồi. Đó, thế nên là có lùn sớm mà chơi đỏ là cũng rất là khỏe đấy nhá. Cái bộ đỏ này nó kết hợp với cả hai lùn nó khỏe từ trước rồi. Trước cái này nó khỏe rồi. Đấy, trước là nó phải có đồ cam nó mới kích được lùn cơ, nhưng bây giờ thì ngon lành rồi. Chúng ta có thể kích lùn ở ngay cái round 15 và cái bộ đỏ này nó lại lên hương ngay. Rất khỏe. 6 đỏ kết hợp với cả hai lùn. Tôi đang nói dở đến cái vụ là mấy cái giáp giải ấy, nó có những cái hiệu ứng giải nó khác nhau đấy. Nó có nên là anh em, nếu mà anh em lắm kỹ được cái đấy thì anh em sẽ tùy từng cái trường hợp ấy, anh em sử dụng cho nó chuẩn, cho nó đúng. Hoặc là anh em counter vào đối thủ cho nó chuẩn. Ví dụ như tôi vừa giải thích cái vụ là cái giáp xanh ấy, nó nói là giải được cái hiệu ứng của Doom, nhưng đôi khi nó vẫn không giải được là vì thế. Vì nó bị trồng một cái hiệu ứng xấu lên trước và nó chỉ giải được một cái hiệu ứng duy nhất thôi anh em nhá. Trong khi đấy cái giáp tím thì nó cao cấp hơn, nó sẽ giải được mọi cái hiệu ứng sau khi mà nó dính cái hiệu ứng xấu trong vòng là 4 giây kể từ khi bị dính hiệu ứng xấu. Tức là sau cái 4 giây đấy nó miễn nhiễm toàn bộ cái hiệu ứng xấu trên người nó. Và nó tính cả những cái hiệu ứng xấu từ những cái đòn tấn công AOE. Ví dụ như là cái trừ giáp của con Wing Ranger chẳng hạn. Đấy, cái hiệu ứng xấu đấy là cũng sẽ bị giải. Hay là cái chói màu tím ấy, cái chói cái đồ tím ấy, nó cũng sẽ giải luôn. Nó có cái lợi thế là như thế. Nhưng mà nó lại có một cái yếu điểm là nó không giải được Doom. Đấy, nó không giải được Doom. Cái món đồ duy nhất giải được Doom là cái áo màu xanh dương.
Đó, còn lên cái màu màu cam ấy, cái áo giáp bất diệt màu cam thì nó lại còn uy tín hơn nữa. Tức là nó cũng không uy tín bằng cái áo tím đâu, tức là nó lại có một cái kiểu khác đấy, đấy chính là cái lúc mà gần chết ấy thì nó sẽ có cái hiệu, nó bật cái hiệu ứng bất tử lên. Tức là trong vòng 4 giây là sẽ không có một bất cứ một cái đòn tấn công hay là một cái sát thương nào có thể là chạm vào người của anh em được. Đấy, và đồng thời là các cái hiệu ứng xấu nó sẽ được giải. Nhưng mà cũng không giải được hiệu ứng Doom nha anh em nhá, Doom cũng sẽ không giải được. Đấy, nó chỉ giải được tất cả các cái hiệu ứng xấu khác thôi. Ngày trước còn có cái giáp phản nữa. Cái giáp phản cũng là một trong những cái món mà có thể là giải được Doom. Nó, nhưng mà nó lại tính theo kiểu phần trăm, tức là 40% bị dính cái hiệu ứng focus đơn mục tiêu. Hiệu ứng xấu focus đơn mục tiêu là phản lại được. Lại không phản AOE nha anh em nhé, không phản những cái đam sát thương AOE. Đó. Nên là cái đấy là chuyên là trị những cái con bắn trưởng đơn mục tiêu hoặc là những con đánh tay. Ủa, vãi đái, top 1 này. Anh em nhìn bài to này. Này ăn nổi không? Thằng này cũng to cơ. Ui nhiều thằng to đấy. Ôi rồi ôi anh em ơi, tôi nhìn thằng nào cũng to ạ. Round 15 bây giờ có lùn thì có chuối, còn không thì thôi. Xác định là đánh từ tốn thôi anh em ạ. Thằng nào cũng to. Đừng có nghĩ là chúng ta có một con súng 2 to. Súng 2 này nhưng mà có 2 đồ là hiện tại là chưa ngon. 3 đồ. 3 đồ chưa ngon đâu. Đối thủ Assassin nó bớ vào súng rồi này. Súng chết được không? Súng vẫn bắn được mấy phát. Chắc là vẫn ăn được. Ui ôi, thua. Chọc đau thế nhở. Thua anh em ạ. Nhìn cái quả chọc của con cáo biết là thua. Con cáo này không có đồ. Có mỗi cái đồ trừ giáp mà chọc đau thật ấy. Thôi đánh từ tốn rồi. Biết là chuyện này là không ăn thua rồi. Bài nó mạnh quá rồi. Trừ khi bây giờ cho tôi con gấu 2. Gấu 2 thì tôi ép 7 cho vào. Không thôi. Round này chắc là tôi cũng sẽ không bán gấu đâu. Round sau thì là nó sang cái giai đoạn giữa game thì chắc chắn là buộc chúng ta phải ấp 7. Đấy, ấp 7 cho gấu vào ở cái round sau. Ok, tôi nghĩ là với cái đội hình này chúng ta có thể mất một cái lượng máu nho nhỏ. Bởi vì là chúng ta xác định chơi đỏ mà. Chơi đỏ thì tôi cũng không vội vã trong mấy cái giai đoạn đầu này đâu. Chơi đỏ thì chỉ cần cầm chừng giữ máu thôi. Máu nó tụt xuống khoảng 20-30 máu, nhưng mà cái chúng ta có lượng tiền chúng ta lên được level cao ấy. Xong rồi lấy được mấy cái con tướng to tiền. Chứ còn nếu mà cứ kiểu xả tiền gấp quá đến lúc mà không lên được level 9 hoặc là lên được level 10 hẳn luôn đi. Level 9 thì tôi nghĩ là cũng hơi khó ra 5 đô. Nhưng mà nếu mà lên level 10 ấy, thì cái câu chuyện nó khác lắm. Bộ đỏ này nó có một cái là nó hay ở như này này. Từ từ đã, phải xem nào đồ à. Hy vọng là sẽ có cái lùn nhá. Lùn đi. Cho tôi xin cái lùn. Úi dồi ôi. Thôi xong rồi anh em ơi. Ngồi im chờ đến khi nào chúng ta đủ tiền. Ngồi im chờ đến khi chúng ta đủ tiền nhá anh em nhá. Có cái lùn này thì vô tư rồi anh em ạ. Có lùn rồi thì vô tư thôi. Có lùn rồi thì vô tư thôi. Chờ 50 tiền up dần lên. Chờ tụt máu anh em ạ. Có lùn rồi anh em ạ, không sợ, có lùn rồi. Lùn bây giờ nó là rất mạnh đấy trong giai đoạn này. Ok. Trả qua bài tôi rồi, nhìn trông nó đang hơi a đuổi. Có mỗi con súng 2 sao. Kể ra mà có thêm một con như kiểu con cung đen. Con cung đen 2 sao nữa thì ngon. Hai con song kiếm hợp bích là chơi dí lên 8 sớm thì cũng được, kiếm 5 đô sớm. Nhưng mà vì ở đây chỉ có mỗi con súng thôi nên là tôi cũng không có vội đâu. Đối thủ cũng nhiều thằng mạnh rồi. Kiểu như bây giờ nếu mà mình up cấp lên mình cũng vẫn có những cái thằng mà không ăn nổi ấy. Vẫn có những cái thằng thua. Thế nên là cũng không vội lắm anh em ạ. Cứ từ từ.
Nhưng mà bây giờ tất nhiên nếu mà tôi có thua tôi cũng sẽ không có mất nhiều máu. Tôi thua tôi cũng mất ít máu. Đúng rồi, hay. Hay, quá tuyệt vời. Lọt một con, hai máu. Quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Thôi, ngồi im chờ 50 tiền up dần. Có cái bọn lùn này nhá, xong rồi đỏ lại còn mất ít máu nữa chứ. Mất ít máu giai đoạn này. Đổi cái món đồ này ra nhá. Sẽ lấy thêm que thôi. Lấy thêm que thôi anh em ạ. Đánh cho nó nhanh, giảm cái lượng máu mất đi. Thực ra là cái nhu cầu giảm máu ở cái bộ đỏ này tôi cũng vẫn có cái một cái nhu cầu là giảm xuống khoảng 50 máu ấy. Thế là nếu mà nó giữ máu tốt quá thì nó cũng không cần thiết lắm. Nó lại như thế. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Tức là mình cần giảm máu nhưng mà mình cần giảm máu xuống một cái mức nào đấy. Chứ còn nếu mà tí nữa mà máu nó vẫn còn nhiều đầy ặc thì nó cũng không mạnh lắm. Ok, gặp thằng này thì chắc chắn thua. Kể cả có áp cấp thì cũng thua thôi. Bây giờ bọn nó mạnh rồi, chưa thể đánh được. Muốn đánh được những thằng như thế thì chúng ta phải có Lancer. À đấy, vừa lấy đang nói sở là cái bộ này nó hay ở một cái chỗ là như này này. Là cái bộ 6 đỏ này nó rất hay là nó chỉ cần đủ bộ 6 đỏ thôi. Ở một cái lượng máu nhất định xuống thấp khoảng dưới 30% ấy, thì anh em ra co, anh em ra bất cứ một cái con co ở 5 đô ấy, anh em chỉ cần nó một sao thôi là nó có thể gánh được cho anh em. Nó hay hơn ở những cái bộ khác là như thế. Còn những cái bộ khác thì thực ra nếu mà để ra được một cái con 5 đô một sao ấy thì cũng chưa chắc đã yên tâm bằng cái bộ đỏ ở đâu. Tôi nói thật, mấy cái bộ tôi lấy ví dụ như là cái bộ kể cả là cái bộ Hunter máy bay đi nhá, là một trong những cái bộ mà khá là khỏe đúng không. Với con máy bay ấy, coi như là nó con co cực kỳ mạnh rồi, mạnh nhất ở trong bộ Hunter rồi. Mà nếu mà nó có ra ấy, ở trong cái bộ Hunter máy bay ấy, nó gọi là lên level 10 với một cái dàn Hunter và con máy bay một sao ấy, thì tôi là thật với anh em là cũng chưa yên tâm ở đâu. Chưa yên tâm ở đâu. Đấy, bị chết bất cứ lúc nào. Con máy bay nó thực sự là nhiều khi nó vào phát chết luôn, chưa kịp làm gì. Gặp mấy kiểu cái thằng nó có chuyện chết, kiểu chết cứ phát chết. Hay là đơn giản là nó chỉ cần một cái xẻ quạt thôi. Một cái xẻ quạt của con Thunder đó. Đơn giản nó chỉ là gọi là vào bị dính xẻ quạt của Thunder. Bởi vì cái con máy bay anh em phải hiểu là nó rất mỏng, máu nó rất là bé. Và có một cái là nó luôn đứng ở cái giữa cái vị trí mà hứng chọn rất là nhiều đam. Đấy là vị trí ở đứng ở giữa bản đồ. Rất là dễ dính cái vòng xòe của con Thunder. Nên là cái con đấy nó chết rất nhanh. Kể cả không phải là cái vòng xòe thì nó sẽ là bất cứ cái skill nào mà nó đi ngang qua cái vị trí đấy, nếu mà không có BKB thì chắc chắn là chết. Đấy. Thì đấy là cái bộ mà ra con co. Nhưng mà thực ra là một con là 5 đô đấy. Nhưng mà ra thì nó cũng chưa ổn. Đúng không? Đấy, hay là như cái bộ khác nhá. Tôi lấy ví dụ như là bộ Beat chẳng hạn. Vẫn là con Lancer nhưng mà nó ở trong cái bộ Beat. Thì nó cũng chưa ổn đâu. Đấy. Vào gặp bộ Beat con Lancer bé quá, mỏng quá. Vẫn có thể là chết. Thậm chí là con Lancer ở trong một cái bộ dày hơn như là cái bộ Warrior cũng vẫn còn rất là sợ luôn ấy. Nhiều khi mà gặp cung, cái bọn cung nó to nó bắn chết vẫn là bình thường luôn. Nhưng mà cái bộ đỏ khác, cái bộ đỏ 6 đỏ nó nếu mà máu xuống thấp ấy, thì con Lancer rất uy tín. Một sao nó đủ gánh kèo. Cái lợi thế hay nhất của cái bộ đỏ đó là cái việc là ra co 5 đô chỉ cần một sao thôi. Nếu mà có đồ chấn thì là có thể chơi được. Trận này nhá, có cả thằng God Warlock. Đấy, có God Warlock nhưng mà tôi phải tự tin với anh em là mang tiếng là chúng ta là đỏ ấy, và cái bọn Warlock ấy là counter đỏ. Nhưng mà nó không phải anh em ạ, nó không phải đâu. Đấy là nó là lý thuyết thôi. Còn thực tế, trên thực tế nhá, là nếu mà ra Lancer 2 sao ở trong cái bộ 6 đỏ ấy, nó không ngán Warlock. Nó không ngán Warlock đâu anh em. Warlock nó chỉ có một cái phần trăm nhất định là nó có thể hấp thụ được máu thôi. Đến một cái phần trăm nhất định là nó không hấp thụ nữa. Mà cái bộ đỏ này nó máu nó cực kỳ nhiều, cho hấp thụ thoải mái.
Nó chỉ đánh nó hòa thôi anh em ạ. Còn để mà ăn được hơi khó ấy. Ăn được hơi khó luôn. Chưa kể là còn có thể kẹp thêm được 4 warlock. Rồi. Để cái này nhá. Cái này an toàn này. Hai cái búa xét nhỉ. Cái này thì có một cái là chúng ta đại bác chí mạng ấy thì đối thủ nhảy vào là chúng ta gạt ra. Nhưng mà tôi lại thấy cái giai đoạn này tôi lại lên có một cái búa xét. Tại vì sao tôi lại lấy chọn cái búa xét là bởi vì là cái tầm này nó vẫn chưa phải là cái tầm mà chúng ta quan tâm đến những cái thằng nó bờ linh vào trong. Cái tầm này là cái tầm mà tôi đang tối ưu hóa nhất cái việc là phải giữ máu. Đấy. Làm thế nào ấy để chúng ta có thể cái bộ đỏ này nó dí cấp kinh khủng lắm anh em ạ. Thế là chơi làm thế nào để chúng ta có thể mỗi round chúng ta từ từ chúng ta ấn hai phát up cấp dần dần rồi lên 10. Hay nhất là ở round 26 lên được 10. Đấy, còn nếu không thì nó sẽ là 29 lên 10. Đó. Thế đó. Thế nên là cái mục đích chính thì vẫn là giữ máu. Tức là chúng ta sẽ không phải xả tiền gì cả. Chỉ cần giữ nguyên một cái đội hình như này và nó đủ mạnh thì chúng ta có thể lên được level 10. Đấy. À, còn cái thằng Warlock thì anh em yên tâm, cái bộ này không sợ đâu. Tôi chơi nhiều tôi biết mà. 6 Warlock vô tư. Cái bộ này anh em biết sợ nhất cái bộ gì không? Nó sợ nhất là cái bộ nó gọi là cái bộ beat này. Cái bộ beat này chính ra là sợ nhá. 6 đỏ chắc chỉ sợ beat thôi nhỉ. Tính ra 6 đỏ sợ beat chứ sợ gì đâu. Sợ Dark Spirit. God Warlock của Dark Spirit thì hơi sợ. Đúng rồi. Cái đấy thì công nhận. Trận này không có Dark. Dark Spirit mới là cái thứ đáng sợ nhất ở cái bộ đỏ chứ không phải là cái bộ Warlock nha anh em nhá. Đấy, tôi xin đính chính lại là cái bộ Warlock nó có con Dark Spirit thì thực sự nó khá là đáng sợ đấy. Còn nếu mà nó không có ấy, thì không thành vấn đề. Mà cái bộ đỏ này không phải là chỉ có riêng cái bộ God Warlock đâu. Mà cái bộ beat mà nó kẹp con Dark Spirit vào ấy thì cũng sợ luôn. Đấy. Và trên thực tế là nó cũng khá là sợ beat đấy anh em ạ. Rồi, và trận này lại vừa hay có một cái thằng nhá, nó chơi trộm chó. Mà tôi thì lại có một cái dây chuyền là chống trộm chó rồi. Đó, rất là ok luôn, yên tâm luôn. Còn mấy cái thằng xin xiển này thì vô tư. Có thể bây giờ là bắt lạc được tôi. Nhưng mà úi ơi không bắt lạc được cơ. Ồ chưa chắc là ăn được. Ăn được không? Ốc bị súng bắn chết đấy nhá. Vừa lấy là súng bắn chết con ốc rồi anh em ạ. Trời. Chắc là nó ăn được. Tôi nghĩ con Doom này nó sẽ không thể solo được với hai con đâu. Hơi khó. Mặc dù là có ở trong bộ 4 đỏ nhưng mà nó không phải là 6 đỏ. Bao giờ lên 6 đỏ thì có thể cân được. Rồi. Cứ từ từ lên. Đấy. Vẫn 68 máu quá tuyệt vời. Tôi lại còn có một cái công nghệ Make Free nữa chứ. Tí nữa lên 10 ron nhỉ. Mục tiêu là con Lancer hoặc là con mèo thôi. Mèo 5 đô hoặc là Lancer thôi anh em ạ. Thực ra nó sẽ là những cái con 5 đô ở trong cái bộ này, bao gồm cả cái con Bad Omen. Con mèo 5 đô hay con Lancer, con máy bay đều là những cái con mà chúng ta hướng tới việc là chơi. À mà cái bọn đỏ này có một cái hay nữa nhá. Đấy chính là gặp cái bọn này. Gặp cái bọn này anh em ạ. Thậm chí cái đao vừa rồi tôi còn không lên cái dây chuyền cho con súng mà nó còn bị bắt nữa cơ. Con súng còn bị bắt nhưng mà cuối cùng là nó lại tỉnh, nó đấm ngược lại luôn. Bộ này là một cái bộ rất hay. Một cái bộ mà không sợ cái bộ trộm chó này. Bởi vì nó có trộm nó không thể kết liễu tôi sớm anh em ạ. Chúng ta bắt được một lúc xong thả ra chúng ta quay ngược lại, chúng ta bắn ngược lại luôn. Bộ đỏ máu trâu mà. À, cái bọn này đam nó cũng bé cơ. Tức là nếu mà để chúng ta để dùng những cái quân cờ của chúng ta để đấm ngược trở lại chúng ta thì thực sự nó đấm nó cũng rất là yếu. Nó không đáng kể bởi vì làm sao
chúng ta là những cái con người mà đang đứng cạnh nhau, là những cái người đồng đội đang đứng kề vai sát cánh, đứng rất gần. Trong khi cái lượng đam của bộ này nó là dựa vào cái khoảng cách khoảng cách của chúng ta đến đối thủ rất xa, nhưng mà khoảng cách của chúng ta đến những cái người đồng đội thì rất gần. Không có cách nào có thể gây đam mạnh được cả. Thế nên là cái bộ này kể cả không có cái bùa thì chúng ta vẫn có thể là thoát được khi mà gặp những cái pha trộm chó. Ui dồi, da gấu này. Chuyện này chính ra da gấu hơi bị nhiều nha anh em nhá. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không chơi đâu, tôi có 6 đỏ rồi. Cái tầm này thì không kẹp linh tinh được nữa rồi, nó phải chuẩn cái bộ 6 đỏ rồi anh em ạ. Ok. Thôi được rồi, cái tầm này 6 đỏ dí lên 10 rồi anh em. Đây rồi, quá tuyệt vời. Sáu đỏ dí dần lên 10 thôi. Tầm này bây giờ đổi được thêm một cái món xanh dương nữa à. Đổi xanh dương hay là đổi phát lên món tím luôn. Tím hay là món cam. Thế này thì mất hơi nhiều đồ nhỉ. Tôi hay cân nhắc cái việc là lém đồ đi lắm, bởi vì là thực ra những cái món đồ này nó cũng có những cái hiệu quả của nó chứ không phải là không. Một vài món đồ tăng tốc đánh, một vài món đồ tăng đam, mặc dù là nó tăng ít nhưng mà nó vẫn là tăng, nó vẫn có cộng chỉ số. Khi mà chúng ta gộp lên cái món đồ cao thì thực ra ví dụ tôi lấy ví dụ nhá, như là hai cái que chẳng hạn, hai cái que thực ra là món đồ đều đó. À đây rồi, từ từ nha anh em nhá, anh em nhìn này. Mày gót Warlock hộ tao cái. Gót Warlock. Ui giời, cắt chưa luôn này, chết 6 đỏ. Ui giời. Warlock đánh ở level 9 vẫn còn thua. Anh em thấy chưa? Đâu có sợ đâu. Level 9 rồi đấy, đối thủ. À, chứ thằng này chưa đủ 6 Warlock, thằng này nó chơi du xoay ạ. Vợ đài. Tức là thằng này nó cũng định đánh chơi level 10 à. Bây giờ nó có thể nó lên 10 luôn cũng được rồi đấy. Nó đủ tiền rồi mà. Tôi có lên, à nếu mà bây giờ tôi có rèn ấy, tôi có rèn đồ ấy, thì tôi sẽ dồn rèn thêm một cái chống trộm chó nữa. Anh em thấy nó có hợp lý không? Chắc là quá hợp lý anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải rèn thêm một cái chống trộm chó nữa. Tí nữa nếu mà thằng trộm chó khả năng cao là có solo, bởi vì bây giờ đang rất là to nhá. Trộm chó đang 52 máu, mà cái bộ đấy là một cái bộ sống rất là lì đòn luôn, sống rất dai. Khả năng là 52 máu kia là gặp lết đấy. Lết game thì vẫn phải có chống trộm. Gặp thằng đấy là vẫn sẽ phải có để mà đấm thằng đấy, chứ không thể là bảo là không sợ. Không sợ nhưng mà vẫn phải là đấm nha anh em nhá, chứ không phải là không sợ. Không sợ ở đây chỉ có nghĩa là gì, là chúng ta không sợ thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn yếu hơn. Chúng ta cần phải có cái món đồ mà chúng ta làm chủ cuộc chơi. Nên là vẫn sẽ phải có cái đấy. Chứ không phải là chưa. Nhiều khi chúng ta yếu hơn nhưng chúng ta không sợ mà. Đấy. Rồi, dí lên 10 mà tôi đánh rất là từ tốn luôn, bởi vì làm sao máu còn nhiều. Chơi 6 đỏ. 6 đỏ cộng với cả lùn anh em ạ, à, thế lực luôn. Giữ máu quá tốt. Lên 10 với 50 tiền luôn đấy nha anh em nhá. Tôi khác gì cái thằng top 1 đâu. Thằng top 1 thì xanh quá thì không nói rồi. Tôi một quá xanh rồi, lên 10 với cả 50 tiền thì tôi cũng tầm đấy luôn. Mà tôi đánh không có chuỗi, anh em thấy tôi có chuỗi không? Mà tôi cũng lên được. Cái thằng top 1 nó có chuỗi anh em ạ. Tôi đánh không có chuỗi luôn mà tôi vẫn lên level 10 với 50 tiền ở round 29. Dã man chưa? Round sau lẩy một phát là lên 10 luôn, không phải làm gì cả, không phải ấn lắp cấp. Quái ở round đấy, đây rồi, gặp lại rồi bạn ơi. Lên 10 chưa? Lên 10 chưa? Lên 10 chưa? Nếu mà chưa lên 10 thì bạn lại dính đu, bạn lại chết thôi. Ok. Trời ơi, quá mạnh anh em ạ. Mà nói chung ấy là cái con này nó lên 10 thì nó vẫn thua rồi. Ui dồi ui, ra nhiều đồ quá. Lại tự nhiên lại free một cái bùa tâm linh anh em ạ. Nó lại thế như lại. Quá tuyệt vời rồi. Thế thì tôi phải đổi ngay cái round này mới được.
sẽ lấy một cái món đồ tím hoặc một món đồ cam đầu tiên. Quá tuyệt vời, lấy đồ cam luôn. Xùi ui, quá tuyệt vời. Búa xét chân ái. Cái găng tay sợ hãi thì tôi đã chia sẻ với anh em rồi. Món đấy thì nó hơi phức tạp. Tôi nghĩ là vẫn sẽ là cái búa xét thôi anh em ạ. Búa xét chân ái đó. Cái găng tay sợ hãi nó không mạnh luôn được. Nó không mạnh luôn được. Mà nó phải đợi sau tận là bao nhiêu giây? 10 giây. Sau 10 giây nó mới coi như à đâu, 10 giây đâu. Không phải 10 giây. Mà sau 30 giây anh em ạ. Sau 30 giây nó mới phát huy được tối đa sức mạnh. Không lên lấy, không lên lấy. Đấy là cái món mà không lên lấy. Đấy, cái bộ này vẫn là cái bộ sợ bít anh em ạ. Ái ui đời ơi. Mèo à. Mèo cũng được, mèo cũng được, mèo cũng được nhá. Mèo này cũng hay. Nếu mà là mèo ấy, tí nữa tôi kẹp thêm hai con Doom vào cho nó máu chiến. Hai con Doom 2 sao nữa. Được chưa? Quá ok. Rồi, mèo đứng góc luôn. Mà trận này nhá, đồ hơi bị chấn phái luôn á. Lấy thêm cái con mèo 3 đô nữa. Hai con Doom vào chơi với cả nhà God. Hiện tại là vẫn còn hai nhà God. Ok chưa? Búa tâm linh bây giờ là đã có ở trên người hai con cò của tôi rồi. Heo này. Rồi, mèo đánh cũng khá là đau chứ. À, chúa quỷ. Từ từ xem nào. Con này phải lấy. Đánh với nhà bít tí nữa lấy chúa quỷ clear cho nhanh anh em ạ. Nếu mà có gỗ không có thể thay ở gỗ không được. Battleman. Battleman cho vào thay đây con này. Doom lên 2 sao. Mèo này. Từ từ đã. Bán súng đi. Tôi cần con Doom đấy. Giáp trừ tà lại phải ngon. Cái này giúp cho giải cái hiệu ứng khống chế ở giai đoạn giữa game. Còn cái búa bình minh này giúp cho những cái con Blink vào nó sẽ bị đứng im. Chơi búa bình minh cho nó an toàn. Con này đứng góc nhá. Xác định chơi búa bình minh là đứng góc luôn. Đứng góc bắn luôn. Thực ra tôi nghĩ là lấy cái búa bình minh rất là ngon. Bởi vì làm sao? Tí nữa là chơi với cả bít là dồn đồ cho con chúa quỷ. Anh em ơi, anh em nhìn này. Thằng này nó lên được 10 đấy anh em. Thôi xong rồi. Trời ơi, đỏ luôn, gặp cái gót gua lóc có sợ đâu. Anh em nhìn này. Thấy chưa? Đấm cho mất nhiều máu luôn anh em ạ. À. Đi luôn không? Đấy. Ôi giời ơi, đỏ nào mà sợ ua lóc. Đỏ không sợ ua lóc anh em ạ. Đỏ không sợ ua lóc đâu. Đỏ nó chỉ sợ gì? Nó chỉ sợ con đát thôi. Mà cái con đát nó ở cái bộ nào nó chả sợ. Nó đâu phải chỉ có bộ ua lóc đâu anh em. Nó ở trong cái bộ nào mà một con đát 2 RO thì cái bộ đỏ này nó cũng sợ hết anh em ạ. Nó gặp con đát Spirit nó quỳ luôn. Như việc gì mà nó phải sợ cái bộ ua lóc làm cái gì. Mà trận này không có đát tôi mới dám chơi đỏ đấy anh em ạ. Đầu năm mặc dù là cũng rất là muốn là mang lại cái sự may mắn bằng việc là nhuộm đỏ cái màn chơi bằng những cái con màu đỏ, nhưng mà thực sự là chơi nó cũng phải có không có đát thì mới dám chơi. À, bay vào đây, bay vào đây.
Này vớ vẩn, Blink vào chết được nhanh hơn. Anh em ạ. À. Ui rồi bắn bá cháy như này cơ mà anh em ơi. Anh em nhìn kìa. Thậm chí nhá, cái thằng này bây giờ beat tôi cũng không sợ nữa rồi. Bởi vì bây giờ là late game rồi anh em ơi. Với một cái thằng beat và nó có một con mèo 2 sao. Con mèo 5 đô 2 sao mà tôi bắt nó như con luôn kìa anh em kìa. Anh em đã thấy cái sức mạnh của bộ đỏ chưa? Cái bộ này tôi không hiểu tại sao, lý do gì mà bây giờ không ai chơi ý. Và trong rank không ai thèm chơi luôn. Đây rồi. Ui rồi ôi, 2 sao rồi anh em ơi. Ui từ từ nha, bây giờ lựa chọn này. Lựa chọn giữa một con ngộ không và một con chúa quỷ. Tôi nghĩ là tôi sẽ lựa chọn con ngộ không. Nếu mà để đấm với cả beat, tôi chọn ngộ không anh em nhá. Thôi chúa quỷ giải tán đấy. Quá tuyệt vời luôn. Bad Omen 2 sao. Con ngộ không này thì từ từ đã. Chưa đến lúc solo. Con này bây giờ chưa cần. Rồi, để đấm. Úi, thằng này lên được con ngựa ba. Thế đi bán chú quỷ hơi sớm. Ơ nhưng mà vớ vẩn là ngựa ba gặp quả mèo này thì trông cũng hơi thốn đấy nhá. Mèo đấm hơi đau ấy. Ồ, vào đây có bố Bình Minh mà. Ôi giời ơi. 6 Glacier kết hợp với cả cái gì? 6 Glacier kết hợp với Clyde. Dí vào trong. Dí được vào trong thì bị con mèo Bình Minh nó đấm cho vỡ mõm luôn. Bình Minh trên mõm em. Trời. Vào phát tưởng là sồ vào trong, ai ngờ ăn ngay cái búa Bình Minh vào mõm. Thế là đứng im đến chết. Khỏe thật sự. Cao counter ở đây nó là counter cả trong lẫn ngoài luôn. Thằng nào Blink vào thì cũng chết rồi anh em ạ. À. Rơi vào cái ổ nhện nhện ở trong này. Còn nếu mà đứng xa thì nó lại càng chết. Thôi nói chung là không cần đứng góc. Tôi nghĩ là tôi sẽ dí vào góc, nhưng mà tôi nghĩ là đứng ở vị trí này là vẫn rất là ok luôn. Đánh bao quát cả cái bản đồ luôn. Bây giờ mà hướng đến một cái món đồ tím nữa thì sao nhỉ? Tôi xem là món gì, đổi sang món gì. Tím thì có cái gậy như ý. Cam thì có cái gì? Cam thì bây giờ lấy được cái cướp điên. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thôi xong rồi. Ui anh em nhìn này. Đấm như đằng trộm chó như con luôn. Thôi 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 thôi. Chào trộm chó. Trộm chó đi. Ui dồi ôi. Đấm ui gần đi luôn anh em ạ. Đấm còn 3 màu. Ôi cái bộ này nó mạnh thế anh em. Mạnh thế. Cái bộ này nó mạnh thế. Mạnh thế sao mà mạnh thế. Mạnh như này. Đấy tôi mới chỉ kẹp có coi như là 2 con Doom thôi nhá. Còn tí nữa mà 2 con Doom 2 sao nó thành 3 con Doom thôi nhá. 3 con Doom mà chưa tính con heo của tôi là còn gọi ra con Doom nữa. Đấy. Doom nó mà chết đi là con heo lại gọi lại. Rất nhiều Doom. Ui thì chính ra cái bộ này nó đấm được nhiều bộ phết đấy nhở anh em nhở. Quá mạnh. Trời. Cái thằng beat ấy nó cũng có một cái con mèo. Nó cũng có một cái con mèo 2 sao từ lâu rồi mà nó còn thua. Từ cái lúc mà cái con mèo của tôi là mới có 1 sao thôi. Đây rồi. Ôi rồi, tôi đang mong muốn nó có một cái gậy như ý thì nó ra cho tôi luôn anh em ạ. Bây giờ cả beat đúng không? Thế thì thôi, hết cửa. Đây, Bình Minh cho Ngộ Không cầm, không thèm dùng búa Bình Minh luôn. Quá khỏe. Cho con Ngộ Không này nó đứng ở trên nó vã. Thằng nào đứng trước mặt Ngộ Không là sẽ bị Bình Minh nó stun, sau đó Ngộ Không nó sẽ bổ liên tục về phía trước. Bọn beat thì được cái áo đông nên là cái việc mà con Ngộ Không của tôi nó chạm được vào cái mục tiêu nó sẽ chạm được rất nhiều. Và lúc đấy thì con Ngộ Không nó sẽ gõ liên tục. Kịch bản nó sẽ là như thế. Còn ở dưới thì anh em biết rồi đấy, súng với cả cái con mèo của tôi nó làm được rất nhiều thứ. Kết liễu như con nhỏ của đối thủ sau đó thì làm sao.
Còn mỗi con lớn của đối thủ cuối cùng thì solo với cả mấy chục con của tôi. Bâu vào chết chắc. Xong chưa bạn ơi? Ờ cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Thế là sao? Thế là sao? Thế là sao? Thế là sao? Ôi giời ơi. Nó làm gì nhỉ? Tôi không biết là nó làm gì quả vừa nãy luôn. Anh em có thể giải thích tại sao lại có một cái con mèo của nó lại rơi xuống phía dưới lại được không? Blink à hay sao? Không hiểu. Tại sao lại có một cái con mèo nó ở phía dưới nhỉ? Thôi rồi, nói chung là thế nào cũng chết. Tức là nó sợ là cái lùn của tôi nó blink vào đúng không? Hay là như nào? Nhưng mà tại sao chỉ có một con? Cái vấn đề là nếu mà blink nó phải là ba con nó blink vào trong nhá. Sao chỉ có một con blink sang thôi nhỉ? Nói chung là cũng hơi khó hiểu một chút anh em ạ. Cái đấy là cần phải có pha giải thích của anh em. Nhưng mà đấy, vậy là cái round cuối cùng này anh em cũng biết là cái gì nó sẽ xảy ra rồi. Đây, anh em biết làm gì không? Dí bình minh thẳng vào mồm con Dalet. Thế là xong, coi như trò chơi là kết thúc. Úi dồi, úi dồi, hết slot để cho con mèo vào ấy anh em ạ. À không, vứt một con Doom ra cũng được, chả cần nhé. Yeah. Thế này đi. Thế này đi là xong rồi, còn gì nữa. Ôi ôi. Cái con Dalet thậm chí tôi còn không dí búa bình minh vào, nó chết luôn ngay từ lúc vào anh em ạ. Ok, nhưng mà từ đã. Thế là sao? Từ nhá, tại sao nhỉ? Tại sao cái round này tôi lại thua? Anh em có nhìn thấy cái quả vừa rồi, cái con Dalet của nó chết luôn không? Điều thế nhở? Tại sao nhở? Con Dalet vừa vào chết luôn, con này không có đồ luôn. Đồ ở đâu ấy? Đồ dồn cho heo à? Thảo nào quả vừa rồi giết chết con Dalet không có vấn đề gì xảy ra, hóa ra là nó dồn đồ cho heo. Thế đi mà chết, vẫn phải bắt con Dalet thôi. Chơi ảo thế bạn ơi. Dồn đồ cho heo bạn ạ. Hóa ra ông dồn đồ cho heo. Chơi ảo thật sự. Meta mới à? Meta mới dồn đồ cho heo à? Ai cũng đẻ kinh phết đấy. Nhưng bây giờ tớ khác rồi. Bây giờ tớ khác. Ui anh em nhìn cái đầu châu chấu kìa. Cái đàn châu chấu của tôi là bắn kìa. Ui dồi, còn đông lắm bạn ơi. Siêu đẻ anh em ạ. 44 máu là cuối cùng luôn. Không thể nào mà có thể tin được. 44 HP trong một round. Dã man. Quá dã man anh em ạ. Tôi hy vọng là sau khi các anh em xem xong cái video này sẽ đem lại cái may mắn cho các anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em thử chọn clip bên trái. Anh em sẽ thấy là cái bộ 5 rồng 9m nó thực sự nó mạnh mẽ cỡ như nào. Nhà nhà đua nhau chơi, người người đua nhau chơi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem. Thực sự, đấy là tôi nói đùa thôi, chứ còn bộ mạnh thật sự. Hiện tại nó chính là cái bộ Exit. Úi dồi, cái bộ đấy mới là cái bộ nhiều người tranh nhau đấy anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.